Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại nhá. Ok anh em ạ, thì hiện tại đang ở ngày thứ 263 và anh thương nhân anh vẫn chưa xuất hiện. Đó. Nếu mà như anh em nào mà không biết ấy, thì đó là buổi trước là tôi đã xây cái máy farm đá đây. Đấy. Tôi xây máy farm đá là để sau này là tôi có nhiều đá để tôi còn xây thêm những máy farm nữa anh em ạ. Nhưng mà nó vẫn chưa hoàn thành bởi vì là chúng ta vẫn còn thiếu 6 khối bóng nhờn. Mà để tìm cái con quái vật bóng nhờn đấy là nó rất là khó. Nên là tôi đã lên trên mạng và tôi tìm cách anh em ạ. Đấy, thì trong buổi trước thì chúng ta đã tính là chúng ta đợi thương nhân đấy đúng không? Nhưng mà mãi vẫn chưa thấy thương nhân xuất hiện anh em ạ. Khá lâu rồi. Và tôi quyết định là tôi sẽ không để gọi là chúng ta bị động như vậy nữa. Bây giờ chúng ta đã chủ động tìm khối bóng nhờn anh em ạ. Đây, thì đầu tiên ấy là chúng ta sẽ phải sử dụng một phần mềm. Một phần mềm trên mạng thôi ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ chuyển qua cái Google của chúng ta anh em nhá. Đây, đây là OBS của tôi ha. Đâu, Google của tôi, đây cơ mà. Ok, bây giờ thì anh em tra này. Slam Chunk Finder. Đấy, cái này là cái trang web. Nó sẽ giúp anh em tìm ra được cái chỗ mà nó sẽ spawn ra bọn slam anh em ạ. Đấy, thì là cái bọn khối nhờn này là nó có một cái đặc điểm khá là hay. Đó là nó chỉ spawn ở hai nơi thôi. Một là vùng đầm lầy. Còn hai là ở những cái slam chăng. Đó là các cái khối mà kiểu là nó là các cái nhà của nó ấy. Nhưng mà để bọn nó slam ra ở slam chăng ấy là mình sẽ phải đào nó sâu xuống dưới đất. Thì anh em cứ tưởng tượng slam chăng là một cái vùng, một cái vùng vuông rất là to. Và cái vùng đấy là bọn slam nó có thể spawn ra được. Đó, nhưng mà nó chỉ spawn ra ở dưới lòng đất thôi. Đấy, khá là rắc rối nữa cái chuyện đấy ha. Đây, được rồi, thì đầu tiên ấy là chúng ta sẽ phải chọn phiên bản. Thì tôi đang chơi bản Java anh em ạ. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái hạt giống. Thì cái hạt giống nó giống kiểu nó là cái mã thế giới của mình đấy. Đây, thì bây giờ mà muốn có cái mã thế giới là chọn seed này này. Tôi ấn bằng cái tôi ấn enter ha. Đấy, xong rồi anh em ấn T này. Sau đó thì anh em nhấn chuột vào cái hạt này của mình. Là nó sẽ lưu cái hạt vào. Ok chưa? Xong anh em chuyển qua lại cái Google. Xong anh em ấn Ctrl V. Đấy, nó sẽ paste cái hạt của anh em lên. Đấy, xong bây giờ là anh em phải nhập cái vị trí của anh em vào. Thì cái vị trí của tôi ấy là tôi có tra thử rồi, là tôi ở 602 và 632. Đây, thì cái vị trí của tôi đây thì anh em nhìn này. Nút F3 đấy, thì cái dòng XYZ ấy, tôi đang ở 601 và 633 ai cả. Cái dòng thứ 12 ở bên tay trái đấy, 12 hay 13 hay là 14 rồi đó đấy, đó. Ok chưa? Đấy, đây. Zoom vào anh em ạ. Zoom vào, zoom vào. Đây, cái chấm màu đỏ là tôi đấy. Ok chưa? Đấy. Đây, thì anh em có thể thấy là hiện tại là xung quanh này của mình có khá là nhiều slam chăng. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, các cái khối này là các cái khối mà khi mình đào nó sâu xuống dưới tầng 40 anh em nhá, là bọn slam nó sẽ spawn ra ở dưới tầng 40 đấy. Đó. Tôi nghĩ là tôi sẽ chọn hai khối này bởi vì là hai khối này nó gần nhau mà đúng không? Anh em nhìn thấy cái chữ chăng này không? Đây này. Đây này. Đó. Cái khối này là chăng của nó là đang ở 36 37 đúng không? Khối bên cạnh này là chăng của nó là ở 35 và 37. Đó, bây giờ là mình phải tìm ra cái vị trí của cái này. Đây, thì đầu tiên thì tôi cho anh em xem là bây giờ làm sao để mình tìm được cái vị trí. Thì đầu tiên là anh em ấn nút F3 rồi. Anh em ấn G. F3 cộng G. Đấy. Nó sẽ hiện lên cho anh em ranh giới các đoạn khúc. Đấy, thì là cái thế giới Minecraft là nó được chia ra bởi rất là nhiều đoạn khúc anh em ạ. Đấy, khá là hay đúng không? Ok. Bây giờ đến ấn nút F3. Ok, bây giờ anh em nhìn này. Anh em nhìn thấy cái dòng mà tôi đang chỉ chuột vào đây không? Cái trăng đây đúng không? Hiện tại là trăng của tôi đang ở 37 này. 37 và 39. Ok chưa? Thì vừa nãy là chúng ta phải tìm trăng ở bao nhiêu? Đây. Đây, cái trăng này là trăng ở 36 và 37 đúng không? Và trăng này là trăng ở 35 và 37. Đây. Thế nó là thế này, đây thì mình đi lên bên trên đây anh em ạ. Đây này. Đi lên bên trên này thì cái trăng ở đây thì nó giảm xuống 38 này. Đúng không? Thì mình phải muốn nó giảm xuống 37 đúng không? Nó hơi lag, nó hơi lag. Rồi, nó hơi lag ở đây anh em ạ.
Đâu 37 đâu? Đây. Tôi đang đứng ở trang 37 và 37 đây. Cái trang này của mình là 36 37 và 35 37 đúng không? Ok. Ủa rồi. Đây đây đây, nhỏ ha. Đây. Đấy. Anh em thấy trang của tôi đang ở 36 và 37 chưa? Đấy. Đi tiếp lên đây tí là giảm xuống thành 35 37 này hả? Vậy nên là hai cái vùng mà tôi chọn chính là cái vùng này. Đó. Và cái vùng này. Đấy, bây giờ mình sẽ đánh dấu vào anh em ạ. Đánh dấu nó vào xong rồi đó là mình sẽ đào xuống dưới cái tầng thứ 36. Đánh dấu nó vào, bây giờ tôi không có gì nhỉ hả? À được rồi, tôi dùng đuốc đánh dấu đi hả? Vào đây nhá. Sau đó mình kéo cam con bên này. Tôi chạy con bên đánh dấu luôn. Đây đúng không? Đúng rồi, từ đây này mình kéo ngang qua đây này. Đây. Đấy, đào thẳng từ đây xuống này. Sau đó là bên này nữa anh em ạ. Đây. À, và kéo ngang qua kia nữa đấy. Tôi sẽ đào xuống cái tầng 39 và tôi đào rộng nó ra. Đấy, nhưng mà trước tiên là tôi cứ đào xuống tầng 39 này anh em ạ. Đấy, xong rồi đấy. Bây giờ thì anh em muốn tắt các cái khối này đi thì anh em ấn F3 rồi ạ. Anh em ấn G. Đấy, xong. Ok chưa? Đợi tí này tôi tắt cái trang web đi anh em ạ. Rồi. Rồi, ok ok. Đấy, xong bây giờ tôi đào thẳng xuống thôi anh em ạ. Đây. Đấy, tôi đứng tí cho đỡ lag anh em ạ. Rồi. Hiện tại là mình đang ở tầng thứ 72 anh em nhá. Đây. Tầng thứ 72, đúng không? Bây giờ mình sẽ đào thẳng xuống đến tầng thứ 39. Sau đó là mình sẽ đào rộng nó ra. Ok anh em, thì trước khi ở video thì anh em đừng quên like và subscribe cho tôi nhá. Nó free mà. Mà anh em làm vậy là anh ủng hộ tôi rất là nhiều anh em ạ. Cực kỳ cảm ơn anh em luôn. Ok anh em. Đấy thì như anh em đã thấy là cái quốc thần của tôi là tôi đã đào đến tận tầng thứ 39 rồi đấy đúng không? Tôi sẽ đào thêm 3 cái nữa đi. Đó. 4 cái nữa đi. Rồi. Xong bây giờ mình đào rộng ra anh em ạ. Đấy, mình đào rộng ra để mình tạo chỗ để cho bọn slam nó spawn ra đấy. Đấy. Ok, kem thì tôi sắp đào xong hết rồi đây. Đó. Sắp đào xong hết rồi anh em ạ. Đấy, còn tầm còn một khối thôi. Đấy, sau khi mình đào xong hết cái này rồi anh em ạ. Thì bây giờ là mình sẽ phải đào về một phía để mình đứng tránh xa cái chỗ này ra 24 block anh em. Bởi vì là slam là nó sẽ không spawn ra nếu mà trong 24 block khoảng từ nó ấy mà có người chơi. À, vậy nên là mình phải đứng xa cái vùng này ra tầm 24 block, nhưng mà trước tiên đấy là phải cắm đuốc anh em ạ. Đó, phải cắm nhiều nhiều đuốc vào để cho các con zombie rồi các con creeper cái thứ ấy, skeleton cái thứ nó không spawn ra. Đó. Chứ còn slam nhá, thì dù là có đuốc hay là không có đuốc ấy nó cũng spawn hết anh em nhá. Nó không quan tâm tới ánh sáng luôn hả? Ánh sáng cái nào nó cũng spawn. Đấy. Rồi, tôi nghe đủ đấy nhở. Bây giờ chúng ta cùng ăn tí đây. Vừa nãy tôi còn mang cái rương xuống đây, thì nếu mà anh em có để ý đây đúng không? Đấy, bởi vì tôi đào quá nhiều đá nên là nếu mà cứ để đấy cho nó mất đi thì nó phí quá. Nên là tôi mang cái rương xuống để tôi tích trữ luôn. Sau này mình có xây máy farm là mình còn có đá đúng không? Ok. Bây giờ tôi sẽ đào về đây, từ từ tôi bật cái F3 cái nào. Đấy, bật cái nút F3G lên. Chúng ta sẽ đào nó về cái phía này anh em nhá. Phía nào cũng được anh em nhá. Nhưng mà tôi theo tôi nghĩ chắc ở phía này hoặc là cái phía sau này thì nó ngon hơn. À, ta sẽ đào 24 block. Nó cách khoảng cách nó với từ đây. Ok. 1 này, 2, 3, 4, 5. Úi dồi ôi, có hang động anh em ạ. Úi dồi ôi. Từ. Kệ đi, tôi không muốn đánh nhau đâu. 1, 2, 3, 4, 5 rồi đúng không? 6. Úi dồi ôi, thôi. Úi dồi ôi, chắn vào anh em ạ. Đây, đào cho mày đeo cho an toàn nhỉ. 6 rồi anh em ạ. 6 rồi này. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cảm giác cứ như là tôi đào lớp 1 đấy các bạn nhỉ. 16. Ái chà. Úi dồi ôi, 16 này. Úi dồi ôi. Tôi chỉ muốn đào hang động thôi mà. 16 rồi anh em ạ.
Được rồi, để tôi quay trở lại tôi đếm tí cho nó chuẩn chuẩn anh em ạ. Đây anh em, cái ô này là ô 20 nhá. 21 này, 22, 23, 24, 25. Đó, chúng ta sẽ đứng ở tầm ô 25 và 26 anh em nhá. Đấy, đứng ở đây. Mình phải cách nó hơn 24 ô cơ thì nó mới spawn nó slam. Ok. Bây giờ ấy, tôi sẽ tin tưởng cái wiki anh em nhá, tôi tin tưởng cái wiki là sau khi tôi đã đào ra một cái lỗ to đùng như vậy và tôi đã đứng cách xa cái lỗ đấy 24 block thì slam sẽ spawn ra. Tôi sẽ tin tưởng wiki anh em ạ. Ok. Bây giờ tôi sẽ đứng ở đây tầm 30 phút. Sau đó là tôi ra tôi check thử xem có con slam nào không. Ok anh em ơi, thì 20 phút đã trôi qua rồi đấy. Bây giờ chúng ta cùng ra để xem thử xem có con slam nào spawn nào không anh em ạ. Đấy, tôi mong là wiki sẽ không làm chúng ta thất vọng anh em ơi. Ui rồi ôi, không có một con nào anh em ơi. Vậy là đã trôi qua 20 phút của tôi mà không được một cái gì anh em ạ. Hơi buồn anh em ạ. Ok anh em thì... bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ phải lên wiki để tôi tìm hiểu lại là tại sao mà nó không spawn anh em ạ. Chắc là tôi đọc nhầm cái chỗ nào rồi. Tối phết rồi anh em ạ. Ô, chân nhắn tung tóe anh em ơi. Ô, hết spawn rồi à. Ô, ôi dồi ôi, nó spawn rồi anh em ơi. Ui ngon quá. Rồi đợi bao lâu đây anh em ạ. Hình như là mình phải đứng bên trên mới được cái sao ấy. Tôi không biết nữa anh em ạ. Thế nhưng mà tốt quá rồi. Cuối cùng thì nó cũng spawn rồi. Rơi ra cục tròn tròn thế nào. Sao mà chúng nó spawn ở đâu ấy nhở. Ủa chết quá anh em ơi. Cái này thì nó có khác gì. Cái này chả khác gì cái máy farm slam anh em ạ. Ui dồi ôi. Ui dồi. Ôi ngon quá. À tôi cần 56 cái cục slam nhỏ để tôi làm ra được 56 quả bóng nhờn đấy hả? À, để mình làm ra được khối bóng nhờn thì ui ngon quá nhở, ui thích quá nhở. Tôi tính là tôi làm máy farm slam luôn, thế nhưng mà có vẻ chưa cần làm mà đã thấy không cần làm ở đây các bạn. Farm này thì cần quá thì phải làm đó đúng không? Nói vậy thôi chắc sau này tôi vẫn làm anh em ạ, bởi vì nó spawn ăn nhiều cái này thì nếu mà mình mà làm ấy thì mình sẽ farm nó tốt hơn. Chứ còn mà mình cứ farm chay này thì cũng mệt lắm. Ai rảnh đâu mà farm chay đúng không hả? Đấy. Ui dồi. Ui dồi, tôi chụp cái ảnh đấy các bạn. Ui ngon quá. Được quá. Rồi 64 bóng trần rồi anh em ạ. Ui dồi. Cảm ơn cái game nhá. Em cảm ơn anh Wiki nhá. Có vẻ anh Wiki anh không có lừa mình anh em ạ. Thế nhưng mà sao mà nãy mà tôi đứng trong kia nó không spawn à nhở? Không biết nó có spawn nó con nào trong này không? Chả hiểu. Ui rồi ôi. May mà tôi có ép cái nhặt ba và kiếm rồi anh em ạ. Quá ngon. Quá ngon anh Ender nhỉ? Tại có anh Ender dưới này này. Anh Ender này. À, anh em thấy anh Ender đánh tôi giờ tôi không mất máu luôn. À, máu tôi khá là khỏe anh các bạn. Ôi ngon quá. Được rồi, đi lên thôi anh em ơi. Mang giường lên. Mang giường lên. Nãy là tôi có lên trên này tôi trốn đấy anh em ạ. Tôi đứng ở trên này cho nó an toàn.
Bởi vì tôi biết là đứng ở dưới kia nó không có spawn đâu mà, tôi thử lên trên này nó đứng ha. À, hay nhưng mà dừng rồi, tôi vẫn vứt ở dưới kia luôn ha. Rồi, đi ngủ cái lại các bạn. Ui, ui. Giật cả mình. Đi ngủ cái sau đó là mình làm các khối bóng nhờn mà mình có thể lắp lên cái máy phong đá của mình rồi em ơi. Ui, thích quá. Rồi. Tôi chuẩn bị được cho anh em xem cái cách mà cái máy phong đá hoạt động rồi. Rồi. Làm bóng nhờn là mình cần có cái craft table cơ anh em ạ. Đây. Để tôi craft bóng nhờn cho anh em. Đấy, bóng này là bóng cực nhờn anh em nhá. Khối bóng cực kỳ nhờn. Rồi, đi lên cái máy và lắp thôi anh em ạ. Để tôi dùng ngọc tôi ném lên cho nó ngầu nhờ. Đùa thôi anh em ạ. Đùa thôi. Rồi, ôi. Đấy, cái xẻng của tôi. Bây giờ mà muốn lên trên đấy thì hơi cao đấy nhờ. Giờ muốn lên trên đấy là hơi cao để tôi... Bây giờ... Được rồi. Tôi sẽ xây thang lên anh em ạ. Đây. Rồi, tôi lên rồi anh em ơi. À, tôi qua cái máy thì tôi sửa cái máy thôi. Ô. Đây là cái chỗ hồi trước mình xây này ha. Đáng ra là mình phải phá đi đấy anh em. À. Rồi, phá đi. Chỗ trước mình xây thì mình đi lên đấy. Đúng không? Đây, bây giờ là mình xây cái... Bây giờ mình xây cái là slab bên nào nhỉ? Từ từ tôi quên mất rồi anh em ạ. Đây này, hình như là thế này anh em ạ. Hai khối này là vẫn để nguyên nhá. Nhưng mà trước tiên là mình phải phá cái xe mỏ đi này. Đó. Phá cả cái đường ray nữa. Phá khối đi này. Đó, đặt slab ở đây này. Khối này. Đó, đặt slab ở đây anh em ạ. Đây, slab ở đây này. À, có đúng không ta? Không. Slab ở bên cạnh này này các bạn. Đấy, hai cái bên này. Đấy. Từ từ anh em ạ, bởi vì là tôi để quên cái rặng san hô bên dưới rồi, tôi phải xuống mà tôi lấy cái rặng san hô đã. Đấy, đi lên này, nhảy vào đây. Nhảy lên đây. Đây, cái rặng san hô chết đấy là mình sẽ để nó ở đây các bạn. Chúng ta sẽ để nó ở ngang cái này. Đấy, ok chưa? Đấy, xong mình để quả bóng lên trên. Rồi. Quả bóng cuối cùng. Hoàn thành anh em ơi. Hoàn thành rồi. Đào mấy cái đường mà mình xây để mình đi lên đi anh em ạ. Chứ không trông nữa mà nó bị lỗi cái gì là chết đấy hả. Đây nữa. Nhảy qua. Rồi. Đào cái này đi. Rồi anh em ơi. Ui ngon quá. Để tôi bật máy xong tôi cho anh em xem nó hoạt động nhá. Tôi mong là tôi xây đúng anh em ạ. Bây giờ chẳng may mà nó sai một cái gì cái là toang cái máy luôn đấy. Tôi mong tôi xây đúng. Đây này. Đây. Gạt cái cần gạt này là được anh em ạ. Cầu mong. Ông trời độ con nhá. Rồi. Đây các bạn. Nào. Bom rơi xuống bom này. Hình như là tôi xây thiếu cái gì rồi anh em ạ. Hình như vậy. Để từ từ để tôi sửa lại anh em nhớ. Ok anh em ơi. Sau một hồi sửa chữa, cuối cùng tôi cũng đã phải chắc chắn với anh em 100% là cái máy hoạt động rồi anh em ạ. Đây. Thì tôi có sửa lại một chút, đó là tôi sửa tất cả những cái bức tường ngoài này thì nó thành tường đá cuội anh em ạ. Chứ mà mình để cái tường nether thì nó dễ bị nổ quá. Đó, đây. Và cái tường này cũng thành tường đá cuội đây. Đó. Ok các bạn, thì tôi phải nói thật là không phải là lỗi do nhà sản xuất anh em nhá. Mà là lỗi do tôi ấn nhầm một cái tích anh em ạ. Đây này. Cái này đáng ra là họ không ấn một cái tích rồi nhá. Nhưng mà tôi lại ấn nhầm số một cái. Đấy, phải để cái này anh em nhá. Ok. Bật máy cho nó hoạt động đấy các bạn. Đây thì cái máy nó hoạt động đẹp lắm. Đây này. Đấy, bom mình à. Rơi xuống này. Nó ấy. Đó. Được hay không anh em? Đấy. Nó sẽ cứ tạo đá và bom sẽ rơi xuống và nổi vào dọn đây anh em. Được không? Đấy, máy cực kỳ xịn đấy các bạn. Ok. Thì chúng ta sẽ đứng ở đây AFK tầm
20 phút xem là thế nào anh em nhá. À, ok anh em ơi, thì tôi không biết là máy nó bị sao rồi anh em ạ. Hình như máy nó mất quả TNT rồi à. Thì tôi có để quả TNT vào đấy đúng không? Nhưng mà giờ nó mất quả TNT rồi anh em ạ. Thôi tắt máy đã à. Lạ nhở. Theo tôi được biết thì là TNT là nó sẽ cứ sản xuất tự động mà. Thì làm sao mất được, thứ hai là nó lag rồi thì nó mất rồi anh em ạ à. Rồi kệ đi. Thôi xuống rồi anh em ạ. Đấy, để tôi xuống mở thử cái rương xem thử xem là được bao nhiêu đá rồi đã. Đấy, ui ngon chơi game. Ui rồi ôi. Đấy, hoạt động chắc là được có tầm 10 phút đây các bạn. 10 phút mà được bằng này đấy game. Ui rồi ôi. Xây tới chết anh em nhá, xây nhà tới chết anh em nhá. Đấy. Ok game thì tôi đã hoàn thành được cái mục tiêu là tôi có rất nhiều đá rồi. Thì bây giờ là game biết là tôi muốn xây máy farm gì không? Máy farm những con gớt điền ở dưới lâu đài dưới đáy biển anh em ạ. Đấy, bọn hộ vệ ở dưới lâu đài đấy. Bởi vì là farm bọn đấy là lên level cực kỳ nhanh anh em nhá. Đấy, nên là tôi sẽ chuẩn bị để tôi làm máy farm bọn đấy. Nhưng mà trước tiên là tôi phải xây lên tôi phá cột đi đã. Ok anh em ạ. Thì bây giờ thì kế hoạch của chúng ta sẽ là như thế này. Đầu tiên là chúng ta cần phải trao đổi đồ với anh làm map. Để anh offer cho tôi cái map đi tới lâu đài dưới đáy biển anh em ạ. Đó. Sau đó là chúng ta sẽ phải đi đào thêm hắc diện thạch. Sau khi tôi tới lâu đài dưới đáy biển này là tôi sẽ xây mấy cổng địa ngục. Để tôi vào trong cổng đó. Để tôi có thể đi lại đến cái nhà mình anh em ạ. À, mình đi vậy cho nhanh. Chứ là mình đi ở ngoài đó lâu lắm. Vậy nên là tôi phải đi đào thêm hắc diện thạch. Đó. Thì đầu tiên ấy là chúng ta sẽ đi đổi đồ với cái anh làm map trước. Hình như là tôi có một anh làm map đấy hả? Đây. Thì trong cái khoảng thời gian tôi AFK để tôi tìm anh thương nhân và tôi xây cái máy farm đá đấy. Thì là cái máy farm golem và nó đã hoạt động rất là tốt đấy các bạn. Đó. Và nó đã cho mình cực kỳ nhiều sắt. Quá ngon. Thôi tôi để lại một vài cục hả? Rồi. Úi rồi. Pro. Đấy, cái đấy là trình độ của những pro anh em nhá. Ok, bây giờ tôi sẽ đi đổi đồ với anh làm map anh em ạ. Ok anh em ơi. Đây. Đó. Sau một hồi mà tôi đổi rất là nhiều cái bản đồ trống ha. 10 cái đây. Đấy, tốn cực kỳ nhiều ngọc của tôi đây anh em ạ. Tốn rất là nhiều cái sợi chỉ và cái phôi sắt để tôi đổi với cái anh này để tôi lấy ngọc xanh đấy ha. Đó, cuối cùng thì cũng có được bản đồ khám phá đại dương rồi. Bây giờ là mình chỉ cần cái la bàn thôi. Tôi về tôi làm cái la bàn anh em ạ. Cái la bàn thì làm dễ mà. Có cái bột redstone và phôi sắt là làm mà thôi. Ok game. Tôi đã làm được cái la bàn rồi. Bây giờ tôi sẽ đi ra tôi đưa cho anh ấy. Đấy. Mình đưa cho anh ấy và anh ấy sẽ craft đồ cho mình. Á chà. Chào anh. Sao tự nhiên nó lại có một anh lợn đây game ạ. À. Đấy, chắc anh lợn cũng đang ngạc nhiên lắm. Kiểu thế giới này thế giới nào đẹp thế. Ngây thơ lắm anh lợn ơi. Rồi. Đâu rồi. Đây. Ấy. Tôi không đủ ngọc anh em ạ. Đây để tôi đổi ngọc. Đấy. Giữ ship ấn cái hả. Phê lắm anh em ạ. Anh em nào chơi Minecraft thì nhớ thử xây máy farm sắt rồi làm cái này thử nhá. Thích lắm hả.
Rồi, ngon rồi. Tôi nhòm nè. Tôi bỏ cái quốc ăn nè. Tôi bỏ cái quốc ra để tôi nhìn cho dễ các bạn. Ui ôi, tôi thấy cái chấm của mình nhỏ lắm anh em ạ. Thế là chắc xa đấy nhở. Hơ, thế là chắc xa đấy, ok. Để tôi cất tí đồ, sau đó là chúng ta cùng lên đường đi tìm lâu đài dưới đại dương em ạ. À, anh em ơi, tôi mới dùng thử một cái bản đồ trống của anh em làm map. Để tôi grab cái map ở chỗ của mình. Anh em có nhà mình đẹp không? Khá là đẹp anh em nhở. Khá là đẹp đây các bạn. Đấy, ngôi nhà thanh kiếm của tôi kìa. À, đấy, tôi lùi lùi ra xa cho anh em nhìn. Đấy, anh em thấy thanh kiếm của tôi chưa? Đẹp không? Hả? À, cái chuồng thú của tôi này, cái máy phăm đá kìa, và cái máy phăm quái vật kìa. À, để tôi làm cái giá treo đồ anh em ạ. Tôi làm cái giá treo xong tôi treo cái map ấy lên đẹp quá. Đấy, ở đây rồi, may quá. Tôi có luôn này. Rồi, mình treo vào đâu anh em nhỉ? Tôi nghĩ là mình treo vào đây đi. Ê, à, map vào bạn đây. Đấy, ui ôi, được không anh em hả? Được không? Hay là để tôi để nó vào bên cạnh này đi nhỉ? Đấy, mình để bên cạnh này đi, bởi vì là mình đi xuống vào đường này các bạn. Là mình sẽ nhìn cái này. Đấy, đẹp. Đẹp anh em ạ. Quá đẹp. Ok anh em, thì bây giờ tôi sẽ đi xuống dưới cái hầm, ở dưới cái hầm trú của dân á, để tôi đào đá obsidian anh em ạ. Đây, thì anh em có thể thấy là tôi có một cái căn phòng ở đây. Nó ở ngay dưới cái hầm trú của dân. Chắc là anh em cũng đang tò mò là vì sao mà tôi lại có một cái căn phòng ở đây đúng không? Cái này nó không phải là căn phòng đâu, mà là tôi chỉ là lúc đấy là tôi đang đợi cho dân nó đổi đồ mới ấy. Thế là tôi đào xung quanh đây để tôi kiếm chút đá ấy mà. Chả có gì đâu. Ôi anh em ơi, tôi không hiểu sao tôi đang đi ở đây tôi nghe tiếng chất nhờn tung tóe anh em ạ. Wow. Wow wow wow. Tôi không biết là nó ở đâu anh em ạ. Mình sẽ kệ ở đi anh em nhỉ. Chúng ta đi đào hắc diện thạch thôi. Ok anh em, có 8 cục là được rồi đấy anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên. Thực ra chúng ta cần 10 cục cơ, nhưng mà ở nhà tôi có một cục rồi. Ở nhà tôi có 2 cục hơ. À, vậy nên là chúng ta chỉ cần đây thôi. À, đi lại, ơ chết chạy, à cái đường đi lại, à đây 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 đây. À, ok anh em. Đấy, vào lấy nốt là 2 cục khắc diện thạch rồi chúng ta đi lên đường thôi anh em ạ. Đâu rồi? Đây này, à, cầm lên con đánh lửa đi. Rồi, cầm cái thuyền đi các bạn. Đấy, không biết là có, không biết là con nên mang em ngựa đi theo không anh em nhỉ? Hơ, tôi mang em ngựa đi cùng. Đấy, mang em ngựa đi cùng anh em ạ. Hơ, à, đi lên đường luôn ngựa ấy. Ok các bạn, đây thì bây giờ chúng ta sẽ cưỡi em ngựa này. À, và tôi xác định cái phương hướng này anh em ạ. Đầu tiên là tôi đang đứng ở đây, để tôi bỏ cái khiên ra để tôi nhìn cho dễ các bạn. Tôi đang đứng ở góc dưới đúng không? Nếu vậy bây giờ tôi phải đi lên trên, là tôi phải đi về hướng bắc đúng không? Mặt trời là ở hướng đông. Ở hướng đông à? Đông thì mình quay qua bên này là bắc đúng không? À, mình phải đi về hướng bắc anh em ạ. Hướng bắc và hướng tây đúng không? Hướng bắc ở đây, hướng tây, à nếu vậy thì mình phải đi về chéo về hướng này các bạn. Ok, đi thôi ngựa ấy. Anh em có nhớ cái làng này nó là cái làng gì không? Cái làng này chính là cái làng mà cái nơi mà tôi đã thua cái trận đánh đấy anh em. Tôi đã bại trận dưới tay bọn cướp đấy. Đây, đây là anh dân làng duy nhất mà mình đã mang anh ấy về đây hả? Chào anh. Ủa thân anh, có một mình anh hơ. Kệ anh cái đi các bạn, mình đi thôi.
À đây này, ui rồi. Chỗ này là chỗ mà tôi nhốt anh Golem này. Trời ơi. Em chào anh Golem, ôi anh ấy vẫn ổn anh em ạ. Đã tới lúc mà mình cho anh ấy tự do rồi. Ổ thân anh ấy, tôi đã không thể bảo vệ được dân làng như là ý muốn của anh ấy anh em ạ. Xin lỗi anh nhá. Khổ thân anh ấy anh em ạ. Nhưng mà ít ra tôi cũng bảo vệ được anh ấy. Hơ hơ. Rồi. Ok anh ấy đi, mình đi thôi anh em ạ. Anh cố gắng tự bảo vệ bản thân anh nhá. Ok anh em, thì tôi đã tới biển rồi. Đấy, bây giờ mà nếu mà mình mà muốn đi qua biển cùng với thú cưng của mình ấy, như kiểu là ngựa hay là lừa các thứ ấy, thì tôi không biết lừa như nào. Thế nhưng mà con ngựa nó quá to để nó trèo lên được cái thuyền anh em ạ. Thế nên là anh em mà muốn đưa... Ôi ngon quá, ui dồi ôi. Tôi có sức mạnh mà. Đi ngựa ấy. Đấy, anh dẫn đường cho em đi. Đấy, ui dồi ôi. Đấy, thì nếu mà anh em mà không thích cái này nhá, thì anh em buộc ngựa lại. Sau đó là anh em ngồi lên cái thuyền. Đây này. À, sau đó anh em ngồi lên cái thuyền rồi sau đó thì anh em lái. À, thì ngựa ấy nó cũng theo anh em ạ. À, ok chưa? Nếu mà anh em có siêu năng lực thì anh em sẽ không cần thuyền. À. Anh em ơi, tôi đang đi và tôi gặp một ngôi làng anh em ạ. Một ngôi làng khá là xinh. Để tôi vào tôi xem thử xem có gì không. Biết đâu ngôi làng này lại có cái nhà của anh luyện kim anh em ạ. Ấy. Nhà của anh luyện kim là khả năng cao là có kim cương lắm. Có không? Hình như là nhà anh luyện kim không có rồi anh em ạ. Không có rồi. À, thôi mình đi tiếp thôi anh em ạ. Anh em ơi, tôi đang đi và tôi gặp một ngọn núi cực kỳ to anh em ạ. Hùng vĩ lắm, ui ghê chưa. Khá to ở đây. Tôi đang ở một cái sa mạc đây. Đó. Và cái sa mạc này nó không gần làng đâu anh em nhá. Anh em thấy cái tọa độ -2600 và -2000 không? Đấy. Thằng lập map bất dậy anh em ạ. Nó làm cho tôi cái map kiểu gì mà đi tìm bao xa này. Mà anh em nhìn cái chấm trắng ở góc bên phải kìa. Nó vẫn còn nhỏ tí anh em ạ. Holy shit. Khi nào tôi về tôi phải xử lý thằng lập map đấy anh em ạ. Nó quá mất dậy. Holy shit anh em ơi. Holy shit. Holy shit. Ngựa ơi. Anh em có nhìn thấy? What? Tôi còn chưa tới được cái lâu đài ở trong cái bản đồ anh em nhá. Mà tôi đã tới một cái lâu đài ất ơ ở đó rồi ha. Cái này là một cái lâu đài khác anh em nhá. Đây tôi bỏ cái giày ra để cho đỡ vướng cái tầm nhìn anh em ạ. Holy. Đây là một lâu đài hoàn toàn khác anh em nhá. Đây này. Nếu mà anh em nhìn trên cái bản đồ này. Đó. Là chúng ta vẫn còn đang đứng khá là xa ở bên góc bên phải. Đấy, còn cách cái lâu đài ở giữa khá là xa. Đấy, và tự nhiên là chúng ta gặp một cái lâu đài khác luôn. Quá ngon anh em ạ. Quá ngon. Tôi thật chứ bây giờ cái bản đồ này cần quái đâu đúng không? Vứt luôn đi hờ. Đấy. À, thôi kệ đi, giữ làm kỷ niệm anh em ạ. Ui đẹp giờ anh em nhờ. Sao mà trông cái lâu đài nó ở cái vùng biển lạnh đẹp thế. Ui ôi đẹp. Ôi từ 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 ngựa. Đi lên ngựa ấy. Đi vào đây em ơi. Ok các bạn. Đầu tiên là tôi phải cho em ngựa vào chỗ an toàn đã. Đó. Rồi. Đây để cho em ngựa vào chỗ an toàn thì chúng ta sẽ dùng cái cuốc có độ mềm mại chúng ta đào anh em ạ. Đây. Chúng ta sẽ đào như này. Đấy. Nếu mà dùng cuốc thường nhá là sẽ không đào được băng đâu. Để tôi đào cho anh em xem. Đó. Không đào ở đâu. Nó sẽ không rơi ra. Nhưng mà nếu mà dùng cuốc có độ mềm mại. Đấy. Nó sẽ rơi ra các khối băng. Khá là có lợi đây anh em. Đấy. Ok. Tôi sẽ làm chỗ này để tôi nhốt em ngựa vào. Đó. Phải cho em ngựa an toàn anh em ạ. Đi ngựa ấy. Rồi. Em ở trong này em nhá. Đấy. Phải cho em vào trong này anh em ạ. Ôi. Đi vào đi em. Đúng rồi. Úi dồi ôi. Phá này đi. Rồi. Thả anh ở bên trên đấy mày. Ok. Tôi sẽ cắm cái đuốc cho em ngựa anh em ạ. À, cắm vào đâu cho nó không tan nhỉ. Cắm vào đây đi. Cho nó không có bị tan mấy cái đá xung quanh anh em ạ. Rồi. Bây giờ tôi sẽ xây cổng địa ngục. Đây.
Cái tọa độ tôi đang ở, ôi dồi ôi, sao cái tọa độ nó xa thế? Trừ 3.000 năm và trừ 2.009. Holy shit anh ơi. Bây giờ là mình phải xây cổng địa ngục, mình vào trong địa ngục và sau đó là mình sẽ đi về nhà đấy anh em. À, đây thì vừa nãy thì trên đường mà tôi đi là tôi đã gặp được một cái làng. Trong cái làng đấy là nó có cái anh ấy làm thợ rèn đấy, luyện kim đấy á. Và anh ấy có giấu một vài cục hắc diện thạch, tôi đã lấy rồi đấy. Bây giờ tôi đã xây cổng để về nhà rồi, nhưng mà cái anh ấy là anh không có kim cương anh em ạ. Anh không có kim cương, hơi buồn ha. Đây để tôi xây lên, để tôi đặt cái cục đá cho xây cổng. À, hắc diện ra rồi. Úi dồi, tôi nghe tiếng bọn cá nó bắn hay sao ấy các bạn, đúng không? Hả, à, kệ nó đi. Bây giờ chúng ta xây cổng, sau chúng ta vào địa ngục và chúng ta tìm đường đi về nhà anh em ạ. Cái này mới là căng cái này, đi về trong địa ngục nó mới căng cái này. Bởi vì là thực ra bây giờ mà tôi mà đào lên trên rồi tôi ném ngọc rồi tôi ấy về thì cũng được thôi. Nhưng mà để tôi từ từ, để tôi xem thử xem cái địa hình ở xung quanh đây thế nào anh em ạ. Oh, wow, what the? Wow, 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 what the hell? What the hell? Tọa độ bao nhiêu đây? Trừ 400 và trừ 368. Cái này nó không phải là cái fortress mà hồi trước mình đi đúng không? Holy shit anh em ạ. Wow, mình khá may mắn đấy. Để từ từ để tôi suy nghĩ thử xem là chúng ta có nên xây đường đi thẳng lên bên trên kia, đi lên nóc địa ngục và đi về nhà không anh em ạ. Để từ từ để tôi suy nghĩ tí. Ok anh em, thì sau khi tôi suy nghĩ thử một lúc rồi thì tôi nghĩ là có anh em ạ. Bây giờ ấy là tôi cần phải đi về thế giới thực này. Đó, tôi sẽ phải đi kiếm gỗ để tôi làm cái thang. Bởi vì là mình muốn lên ở trên nóc Nether là mình cần phải có cái thang mà. Đó, có thang này, sau đó là mình cần phải có ngọc Ender nữa. Đó, rồi thì đầu tiên là tôi sẽ phải đi để kiếm gỗ đã anh em ạ. Ở xung quanh đây toàn băng cái băng anh em ạ. Toàn băng và băng thôi. Đây anh em ơi, có gỗ rồi ha. Có gỗ rồi anh em ạ. Tàu đắm đây. Tôi sẽ xuống và tôi đào một tí gỗ để tôi tranh thủ tôi lút thử xem là có gì không anh em ạ. Mong là có cái đồ gì ngon ngon, có kim cương hay là có gì không nào. Ồ, thuốc kinh nghiệm à, chung là cũng được được anh em ạ, cũng được được. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Nó còn một phòng nữa bên dưới anh em ạ, nó còn một phòng nữa bên dưới đây này. Đây, phòng ngoài đây. Úi dồi ôi, anh zombie cũng chào anh rồi. Anh zombie, anh cũng biết đứng ngoài đây để anh sống luôn anh em ạ. Thông minh thế. Ồ, bản đồ kho báu bị chôn vùi, ôi ngon quá. Ngon quá. Tốt quá anh em ạ. Rồi, được rồi. Bây giờ tôi sẽ đi tìm cái bản đồ kho báu bị chôn vùi anh em ạ. Tôi biết rồi. Cái chuyện là mình cái chuyện mà mình đi lên trên nóc địa ngục và mình cái ấy, tôi sẽ để buổi sau nhá. Bây giờ là tôi sẽ đi tìm bản đồ kho báu. Mà cái chỗ vừa nãy của tôi ở đâu ấy nhở? Tôi nhớ vị trí anh em ạ, tôi nhớ là âm 3.000 năm và âm 2.009 đúng không? Tôi vẫn nhớ được rồi. Đi tìm bản đồ kho báu đây anh em ạ, bởi vì ở trong đấy đã cũng có một vài cái mình cần. Đây, bây giờ chúng ta sẽ bơi về hướng hướng nam này. Hướng nam là gì nhỉ? Sao đúng không? Hướng nam và hướng đông. Đông nam. Đây. Bơi vào hướng này các bạn. Ok các bạn, thì tôi thấy cái map của tôi đang mở khá là to ở đây á. Tôi sắp tới là cái chỗ mà chúng ta cần đến rồi. Đấy thì đấy, chúng ta sẽ cố gắng chúng ta đào được cái này. Sau đó là chúng ta cùng nghỉ anh em nhá. Ha. Đấy, sáng buổi sau là tôi sẽ xây đường lên trên tóc địa ngục. Sau đó là tôi sẽ xây máy farm giám hộ anh em nhá. Ha.
Rồi, được rồi, để tôi xem thử xem chính xác là cái map này nó ở đâu. Đâu? Nó ở đâu nào? Đây đúng không? Chúng ta đứng ở đây. Được rồi. Bây giờ tôi sẽ thử đào xung quanh đây các bạn. Đấy, và tôi may mà tôi mong là tôi may mắn để tôi đào chúng. Đây rồi anh em. Đấy, cái rừng nhỏ nhỏ xinh xinh. Ôi chết rồi. Em bị kẹt đây các bạn, em bị kẹt. Đây, tôi phun đồ rồi, để tôi vứt một cái đồi đó ra. Tôi sẽ vứt vứt cái gì nhỉ? Để tôi vứt hạt vàng ra nhỉ. Vứt cát ra. Đấy, mở cái đồ. Úi dồi ôi. Trái tim của biển cả này đó. Tôi rất là thích cái đấy anh em ạ. Cá tuyết chín chả cần đâu, chúng mình có thịt heo chín mà. Đấy, tôi sẽ lấy cái kim cương này về. À đây, khối vàng thì biến nó thành vàng đi. Đấy, để mình có được thêm một ô. Cầm theo kim cương. Đấy, ngon rồi. Cá cần mang theo không? Tôi cũng đói, tôi cũng đói hơ. Đấy, vứt ván gỗ ra cầm cá theo hơ. Rồi, bây giờ tôi sẽ quay trở lại cái tòa lâu đài dưới đáy biển. Đây, cứ đi hướng này là mình tới đây các bạn. Đây rồi anh em. Anh em nhìn thấy cái lâu đài to đùng kia chưa? To không? Ủa dồi, nó to nhờ. Bây giờ tôi mới nhìn thấy là nó to thật sự luôn anh em ạ. Đây, cái base nhỏ nhỏ của tôi đây. Ủa ôi, một mình tôi phải vào trong này và tôi chiến đấu với bọn nó đây ha. Ủa dồi ôi, nhìn cái thấy ngá luôn anh em ạ. Rùa tôi đã từng làm một lần ở cái gua đầu tiên mà tôi chơi ở trên cái kênh YouTube của tôi đấy. Nhưng mà bây giờ tôi vẫn sợ anh em ạ. Ok. Ok thì tôi nghĩ là buổi hôm nay là tới đây thôi anh em nhá. Đấy, sang buổi sau là chúng ta sẽ cùng đi lên trên nóc địa ngục, xây cái đường để từ đây chúng ta sẽ quay trở lại nhà. Chúng ta chuẩn bị đồ và quay lại đây đánh chiếm cái lâu đài và xây máy farm giám hộ anh em ạ. Ok anh em ha. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã xem đến tận đây nhá. Bye bye anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em. Yêu anh em rất là nhiều.